Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với video của mình. Và mình là Đào Thị Hoài, sinh viên khóa 1, lớp Lucky của trường đại học EDX. Và hôm nay thì mình sẽ làm một cái video về cái môn nguyên lý kế toán. Mình sẽ giải thích các nghiệp vụ, sau đó mình sẽ giải thích các yêu cầu mà đề bài đã ra. Mình thì đã làm sẵn rồi và giờ mình chỉ giải thích lại cho mọi người thôi. Thì ở đây chúng ta có trong quý 1 năm 2020 là công ty cổ phần ABC có các nghiệp vụ phát sinh. Ở đây chúng ta có 11 nghiệp vụ và ở đây chúng ta có 5 yêu cầu. Đầu tiên chúng ta sẽ đi vào yêu cầu định khoản nợ có các nghiệp vụ trên. Đầu tiên là về nghiệp vụ 1 là nộp tiền mặt vào tài khoản ngân hàng trị giá 100.000 đồng. Thì ở đây thì là tiền mặt của chúng ta đang giảm thì sẽ là ở bên có, còn tiền gửi ngân hàng của chúng ta tăng thì sẽ là ở bên nợ và số tiền của chúng ta là 100.000 đồng. Tiếp đến nghiệp vụ 2 là vay ngắn hạn từ ngân hàng 55.000. Thì vay ngắn hạn từ ngân hàng thì chúng ta sẽ có tiền gửi ngân hàng của chúng ta sẽ tăng và tiền vay ngắn hạn của chúng ta sẽ tăng. Và khi mà tiền gửi ngân hàng của chúng ta tăng thì chúng ta sẽ ghi vào bên nợ, còn tiền vay ngắn hạn của chúng ta tăng thì chúng ta sẽ ghi vào bên có. Nghiệp vụ 3 tạm ứng tiền mua đồ dùng văn phòng cho nhân viên bằng tiền gửi ngân hàng. Thì ở đây chúng ta sẽ có tiền gửi ngân hàng là giảm và tạm ứng cho nhân viên sẽ tăng và tiền gửi ngân hàng của chúng ta giảm nên chúng ta sẽ ghi vào bên có. Tiền tạm ứng cho nhân viên của chúng ta tăng nên chúng ta sẽ ghi vào bên nợ. Nghiệp vụ 4 rút tiền gửi ngân hàng nhập quỹ tiền mặt 20.000 đồng. Thì ở đây tiền gửi ngân hàng sẽ giảm và tiền mặt sẽ tăng. Tiền gửi ngân hàng giảm chúng ta sẽ ghi vào bên có, tiền mặt tăng chúng ta sẽ ghi vào bên nợ và tổng trị giá là 20.000 đồng. Nghiệp vụ 5 mua hàng hóa trị giá 100.000, thanh toán 100% bằng tiền mặt. Thì tiền mặt của chúng ta sẽ giảm và tiền hàng hóa của chúng ta sẽ tăng. Tiền mặt chúng ta sẽ ghi giảm chúng ta sẽ ghi vào bên có, hàng hóa tăng chúng ta sẽ ghi vào bên nợ. Nghiệp vụ 6 chia cổ tức cho cổ đông bằng tiền gửi ngân hàng trị giá 55.000 đồng. Thì tiền gửi ngân hàng của chúng ta sẽ giảm chúng ta sẽ ghi vào bên có và số tiền là 55.000 đồng. Còn lợi nhuận chưa phân phối của chúng ta sẽ giảm và chúng ta sẽ ghi vào bên nợ có số tiền trị giá là 55.000 đồng. Nghiệp vụ 7 nộp thuế bằng tiền gửi ngân hàng trị giá 25.000 đồng. Thì tiền gửi ngân hàng của chúng ta sẽ giảm chúng ta sẽ ghi vào bên có và số tiền của chúng ta là 25.000 đồng. Còn thuế phải nộp cho nhà nước của chúng ta sẽ giảm đi 25.000 đồng, chúng ta sẽ ghi vào bên nợ. Nghiệp vụ 8, công ty đặt cọc tiền mua hàng hóa từ nhà cung cấp bằng tiền mặt trị giá 35.000 đồng thì tiền mặt của chúng ta sẽ giảm 35.000 đồng và chúng ta sẽ ghi vào bên có. Còn phải trả cho người bán chúng ta sẽ ghi vào bên nợ. Số tiền là 35.000 đồng. Nghiệp vụ 9, thu tiền nợ của khách hàng bằng tiền gửi ngân hàng trị giá 75.000 đồng. Thì ở đây tiền gửi ngân hàng của chúng ta sẽ tăng 75.000 đồng và chúng ta sẽ ghi vào bên nợ. Còn phải thu của khách hàng chúng ta cũng sẽ tăng và tăng là 75.000 đồng. Nghiệp vụ 10 tạm ứng lương cho nhân viên bằng tiền mặt trị giá 35.000 đồng. Thì tiền mặt của chúng ta sẽ giảm 35.000 đồng, chúng ta sẽ ghi vào bên có. Còn tiền phải trả cho nhân viên sẽ tăng và chúng ta ghi vào bên nợ trị giá 35.000 đồng. Nghiệp vụ 11, nhận góp vốn từ cổ đông bằng tiền mặt trị giá 35.000 và tiền mặt của chúng ta sẽ tăng là 35.000 và chúng ta sẽ ghi vào bên nợ. Còn nguồn vốn kinh doanh của chúng ta sẽ tăng 35.000 và chúng ta sẽ ghi vào bên có. Tiếp theo đến yêu cầu thứ hai đó chính là lập bảng chữ T cho từng tài khoản. Đây là cái bảng chữ T của tôi. Và tôi đã tổng hợp lại như này từ cái định khoản nợ có. Và đây là tên các tài khoản và đây là số hiệu tài khoản tương ứng với nó. Tiếp theo đến yêu cầu 3, 4, 5 tôi sẽ gộp chung vào thành cái bảng của tôi luôn. Căn cứ vào ý nghĩa của từng tài khoản, tự tạo số liệu cho số dư đầu kỳ cho các tài khoản, lập bảng cân đối phát sinh các tài khoản và giải thích ý nghĩa. Thì tôi đã ghi ở sheet 3 này.
Thì ở đây chúng ta có tổng là 11 số tài khoản. Tôi đã liệt kê ra hết những cái số liệu mà tôi tự cho vào và tôi đã ấy số liệu cuối kỳ. Rồi thì tôi sẽ giải thích từng số tài khoản một. Đầu tiên là tiền mặt. Tiền mặt ở đây của chúng ta có số tài khoản là 111. Tổng phát sinh đầu kỳ bên nợ là 880 triệu 880.000 đồng. Thì ở đây là tổng số tiền chúng ta có đầu kỳ, nghĩa là đầu năm 2020 là 880.000. Và tổng phát sinh bên nợ này thì là chúng ta đã tăng được số tiền mặt là 55.000 đồng và chúng ta đã tiêu mất số tiền tổng số tiền mặt là 270.000 trong năm 2020. Và tổng phát sinh cuối kỳ bên nợ của chúng ta sẽ còn là 665.000 đồng. Đó chính là tổng số tiền mặt mà công ty còn sau năm 2020. Tiếp theo đến mục thứ hai là tiền gửi ngân hàng. Thì ở đây tiền gửi ngân hàng có số tài khoản là 112. Tổng phát sinh đầu kỳ bên nợ của chúng ta có là 500.000, nghĩa là vào đầu năm 2020 hay là cuối năm 2019 thì tổng số tiền mà chúng ta gửi vào ngân hàng đó chính là 500.000 đồng. Tổng phát sinh bên nợ này là trong năm 2020 thì chúng ta đã tiêu đã thì trong năm 2020 thì số tiền gửi ngân hàng của chúng ta đã tăng lên là tăng thêm 230.000 đồng và giảm đi 125.000 đồng số tiền gửi ngân hàng. Và cuối kỳ, nghĩa là cuối năm 2020 thì là chúng ta còn tất cả số tiền còn trong ngân hàng mà chúng ta gửi đó là còn 605.000 đồng. Tiếp theo đến mục thứ ba là phải thu của khách hàng. Thì tổng phát sinh đầu kỳ bên nợ, nghĩa là đầu năm 2020 là chúng ta có 350.000 và tổng phát sinh đầu kỳ bên có là 25.000. Thì hai số này có nghĩa như là như thế nào? Thì đầu tiên là 350.000, nghĩa là đầu kỳ khách hàng vẫn đang mua, khách hàng mua chịu hàng của chúng ta trị giá 350.000. Khách hàng chịu tiền của chúng ta 350.000. Và 250.000 này là số tiền mà khách hàng đã trả trước cho chúng ta trong năm 2019 ấy. Nghĩa là đầu năm 2020 thì khách hàng đã trả trước cho chúng ta một khoản là 250.000 và chúng ta phải thu của khách hàng một khoản là 350.000. Còn trong năm 2020 thì chúng trong năm 2020 thì chúng ta đã phải thu của khách hàng thì chúng thì khách hàng đã trả tiền hàng cho chúng khách hàng đã trả cho chúng ta một số tiền đó chính là 75.000 đồng. Và tổng phát sinh cuối kỳ bên nợ của chúng ta. Ở đây thì tôi hơi lỗi một chút, để tôi sửa lại. Thì ở đây tổng phát sinh cuối kỳ bên nợ của chúng ta sẽ là 275.000, nghĩa là tổng số tiền mà chúng ta phải thu của khách hàng hay là khách hàng còn nợ chúng ta đó chính là 275.000 và tổng số tiền mà chúng ta đã trả trước tiền hàng. Nghĩa là tổng số tiền mà khách hàng đã trả trước tiền hàng cho chúng ta đó chính là 250.000 đồng. Tiếp theo đến tài khoản thứ tư đó là tạm ứng cho nhân viên. Thì đầu tạm ứng cho nhân viên có số tài khoản là 141 và tổng phát sinh đầu kỳ bên nợ là 150.000.
Nghĩa là trong năm 2019, sau khi tổng kết năm, nghĩa là đầu năm 2020, thì là chúng ta đã tạm ứng cho nhân viên một khoản đó chính là 150.000 đồng. Và trong năm 2020 thì chúng ta đã cho nhân viên tạm ứng thêm, đó chính là 25.000. Thì ở đây số 150.000 này có thể của chúng ta có thể là tiền 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 hàng mà năm ngoái chúng ta đã ứng trước cho nhân viên và nhân viên đã mua hàng về trả lại chúng ta rồi. Còn số 25.000 này nghĩa là còn số 25.000 là chúng ta đã đưa cho nhân viên để nhân viên ứng trước để nhân viên đi mua hàng hóa, dụng cụ. Và đến số 175.000 là tổng phát sinh cuối kỳ bên nợ. Nghĩa là đến cuối kỳ thì cuối năm 2020 thì tổng số tiền mà nhân viên ứng để đi mua đồ đó chính là 175.000. Và những Và ở đây thì nhân viên vẫn ở đây số 150 này thì nhân viên vẫn chưa đưa hóa đơn cho chúng ta. Khi mà nhân viên đưa hóa đơn đã mua hàng hóa cho chúng ta thì chúng ta sẽ ghi vào tổng phát sinh bên có. Và ở đây thì cuối kỳ thì số tiền nhân viên ứng là cuối năm 2020 số tiền nhân viên ứng là 175.000 để mua hàng hóa và nhân viên vẫn chưa gửi lại hóa đơn hay là chưa gửi lại hàng hóa lại cho chúng ta. Tiếp theo đến mục thứ năm đó chính là hàng hóa. Thì đầu năm 2020 thì tổng số hàng hóa của chúng ta có trị giá là 1 triệu đồng. Và trong năm 2020 thì chúng ta đã mua thêm một lượng hàng hóa trị giá là 100.000 đồng. Nên tổng số hàng hóa mà chúng ta có tổng số hàng hóa của chúng ta còn lại sẽ là trị giá là 1 triệu 100.000 đồng. Tiếp theo đến mục thứ 6 là phải trả cho người bán. Số tài khoản là 331. Ở đây thì tổng phát sinh đầu kỳ bên nợ là 50.000 và tổng phát sinh đầu kỳ bên có là 350.000. Nghĩa là số 50.000 này nghĩa là chúng ta đã trả trước tiền hàng cho người bán là 50.000 đồng. Còn 350.000 này là chúng ta đang nợ người bán số tiền là 350.000. Và trong năm 2020 thì chúng ta trong năm 2020 thì chúng ta lại trả trước tiền hàng cho người bán một số tiền là 35.000 đồng. Nên cuối kỳ thì tổng số tiền mà chúng ta đã trả trước cho người bán đó chính là 85.000 đồng và tổng số tiền mà chúng ta phải trả cho người bán đó chính là 350.000 đồng. Tiếp theo đến thuế phải nộp cho nhà nước thì có số tài khoản là 333. Tổng phát sinh đầu kỳ bên nợ của chúng ta có là 100.000 đồng và tổng phát sinh đầu kỳ bên có của chúng ta là 350.000 đồng. Nghĩa là như thế nào? 350.000 đồng là số tiền mà chúng ta phải nộp cho nhà nước. Còn 100.000 là số tiền mà chúng ta đã nộp thừa cho nhà nước ở năm ngoái. 25.000 này là số tiền mà chúng ta đã trả cho nhà nước trong năm 2020. Và đến cuối kỳ thì tổng và đến cuối kỳ thì tổng số tiền mà chúng ta trả thừa thuế cho nhà nước đó chính là 100.000 đồng và tổng số tiền mà chúng ta còn phải nộp cho nhà nước đó chính là 325.000 đồng. Tiếp theo đến mục số 8 đó chính là phải trả cho nhân viên có số tài khoản là 334. Thì tổng phát sinh đầu kỳ bên nợ là 40.000 đồng và tổng phát sinh đầu kỳ bên có là 20.000 đồng. Nghĩa là
đầu kỳ chúng ta đang nợ tiền lương của nhân viên, đó chính là 20.000 đồng. Nhưng chúng ta cũng trả trước tiền lương cho nhân viên là 40.000 đồng. Và trong năm thì chúng ta đã trả tiền lương cho nhân viên, đó chính là chúng ta đã trả tiền cho nhân viên đó chính là trong năm 2020 thì chúng ta đã trả tiền lương cho nhân chúng ta đã trả lương cho nhân viên chúng ta đã trả lương cho nhân viên là 35.000 đồng. Đây của tôi hơi lỗi một chút, để tôi sửa. Ở đây chúng ta đang trong mục phải trả cho nhân viên. Thì đầu tiên là số 400, nghĩa là chúng ta đã ứng trước lương cho nhân viên là 40.000 đồng. Và 50.000 là số tiền mà nhân viên mà là số tiền mà chúng ta phải trả cho nhân viên, hay còn gọi là số tiền chúng ta đang nợ nhân viên. 35.000 này là số tiền chúng ta đã trả cho nhân viên. Và đến cuối cùng, cuối kỳ thì số tiền mà chúng ta đã ứng trước lương cho nhân viên là 40.000 đồng, và tổng số tiền mà chúng ta còn nợ nhân viên đó chính là 15.000 đồng.
Rồi thì tiếp theo chúng ta sẽ đến vay ngắn hạn. Thì vay ngắn hạn ở đây chúng ta có 100.000 đồng, nghĩa là cuối cuối năm 2020 thì chúng ta đã vay tiền, chúng ta đã vay ngắn hạn tổng số tiền là 100.000 đồng. Và trong năm 2020 thì tổng phát sinh bên có, nghĩa là chúng ta đã vay thêm một số tiền là 55.000 đồng. Và đến cuối năm 2020 thì tổng số tiền mà chúng ta đang vay đó chính là 155.000 đồng. Đến phần nguồn vốn kinh doanh có số tài khoản là 411. Thì tổng phát sinh đầu kỳ bên có là 1 triệu đồng, nghĩa là tổng số vốn mà chúng ta đang có ở đầu kỳ đó chính là 1 triệu đồng. Và trong năm 2020 thì tổng phát sinh bên có của chúng ta là 35.000 đồng, nghĩa là chúng ta đã nhận góp vốn từ một ai đó là 35.000 đồng. Và đến cuối kỳ thì tổng số tổng nguồn vốn kinh doanh của chúng ta có là 1.035.000 đồng. Đến phần cuối cùng đó chính là lợi nhuận chưa phân phối, có số tài khoản là 421. Thì tổng phát sinh đầu kỳ bên có của chúng ta có là 1 triệu đồng, nghĩa là năm trước chúng ta đã có tổng số lợi nhuận là 1 triệu đồng và chúng ta chưa phân phối đến đâu cả. Trong năm 2020 thì chúng ta đã chia cổ tức cho cổ đông trị tổng số tiền là 55.000 đồng. Và 55.000 đồng. Và đến cuối kỳ thì tổng tổng lợi nhuận mà chúng ta còn đó chính là 945.000 đồng. Và đến đây là kết thúc cái video của mình. Cảm ơn mọi người đã xem hết video của mình. Hẹn gặp lại mọi người vào những video tiếp theo của mình nhé.